là omega LO. Và chúng ta biết là gì? Tín hiệu đầu vào của chúng ta nó có thể là hình sin hoặc là không phải hình sin, nó có thể là tín hiệu âm thanh, dữ liệu hoặc là tín hiệu hình ảnh. Còn tín hiệu hình sin chỉ là một trường hợp đặc biệt của tất cả các tín hiệu đấy thôi. Nhưng mà tín hiệu của LO của chúng ta thì bắt buộc phải là tín hiệu điều hòa tần số cao. À. Thì đầu ra của mixer UA thì chúng ta sẽ thấy là gì? UA nó sẽ có hai thành phần tần số. À, như vậy là gì? Đầu vào là omega in và omega LO thì theo như công thức mà chúng ta đã biết bên này. Nếu như đầu vào của chúng ta có hai tần số thì đầu ra của chúng ta sẽ có hai thành phần tần số tổng và hiệu của hai thành phần tần số đó. Thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ xuất hiện đầu ra đó là gì? Đó là omega LO cộng với omega in. Và cái thứ hai đó là gì? Omega LO trừ cho omega in. Nó sẽ xuất hiện hai thành phần tần số tổng hiệu như thế. Như vậy, nếu như đổi tần lên thì như thế nào? Đổi tần lên thì ta có u ao theo omega. Nó sẽ có hai thành phần thứ nhất là omega LO trừ omega in là thành phần tần số thấp, thành phần tần số cao là omega LO cộng với omega in. Như vậy, nếu như thầy dùng một bộ lọc thông cao là có nghĩa là gì? Là lọc mà chỉ cho, đây là high pass filter, là bộ lọc mà chỉ cho qua phần cao thôi, còn chặn tất cả các phần thấp thì xem như bằng không. À, thì nếu như bộ lọc của một đặc tuyến này mà úp sau này, à, chúng ta có như vậy omega in chúng cho qua mixer, xin lỗi, omega LO tiếp theo ở đây chúng ta sẽ cho qua một bộ lọc thông cao high pass filter. Thì chúng ta sao cho cái tần số cắt của bộ lọc này, tần số cắt của bộ lọc này nó nhỏ hơn nhiều so với tần số chúng ta định lọc, thì đầu ra của chúng ta sẽ loại bỏ được cái tần số thấp này, chúng ta sẽ loại bỏ tần số thấp này. Và đầu ra của chúng ta chỉ có cái tần số là omega LO cộng với omega in. Ở đây thì chúng ta có thể cho một bộ lọc thông dài nhé. Nếu như chúng ta không cho bộ lọc thông cao thì chúng ta có thể cho một bộ lọc thông dài vào đây. Bộ lọc thông dài có nghĩa là nó chỉ cho qua một dải, và đây là band pass filter. Và chúng ta lấy cái thành phần ở đây của chúng ta có thể dùng band pass filter. À, band pass filter thì họ hay ký hiệu là thế này, có rất nhiều ký hiệu, một là họ ký hiệu thế này, band pass filter. Hai là họ ký hiệu, à, ký hiệu như thế này cũng là band pass filter, tức là chặn phần cao này, chặn phần thấp này, chỉ cho qua phần ở giữa thôi, chặn phần cao, chặn phần thấp và chỉ cho qua cái phần ở giữa thôi. À, thì có rất nhiều ký hiệu. Thì như vậy từ đây các em nhìn thấy này, và tổng hợp của hai cái khối này lại, tổng hợp của hai khối này lại thì người ta gọi bộ này là bộ up converse. Có nghĩa là gì? Tín hiệu của chúng tôi từ tần số thấp mà tôi muốn đổi lên một tần số cao, từ tần số thấp nhé là omega in nhé, tôi muốn đổi lên tần số cao thì tôi đem trộn nó với LO ở tần số cao. Sau khi trộn xong thì chúng ta sẽ được L cái tần số đầu ra, và sau khi lọc ấy thì chúng ta sẽ được LO cộng omega in. Thì đó là đổi lên tần số cao. Thầy lấy ví dụ tần số đầu vào của thầy là tần số là 0,1 MHz. Tần số LO là 10 MHz. 10 MHz. Thì theo như cái bộ lọc mixer là bộ nhân, thì đầu ra chúng ta sẽ có hai thành phần tần số. Một thành phần tần số là tổng giữa omega in và omega LO là 10 cộng với 0,1 là 10,1 MHz. Và một thành phần tần số là hiệu là 10 trừ 0,1 là 9,9
là sẽ và thầy dùng bộ lọc thông cao, thầy chỉ lấy cái phần 10 thôi, lấy phần cao thôi, loại cái phần thấp này đi, loại thành thì đầu ra thầy sẽ có là 10,1 mega hertz. Cả cái bộ này người ta sẽ đổi tần lên, có nghĩa là chuyển từ 0,1 mà lên 10,1 thông qua cái việc dùng bộ mixer, dùng bộ mixer. À, đó là đổi tần lên, tiếp theo là cái đổi tần xuống, down, converse, down. Đổi tần lên thì thường thực hiện ở máy thu các em ạ. Đổi tần lên này thì nó thường thực hiện ở máy phát. Khi chúng ta muốn đổi từ cái tần số 6 điều chế hoặc tần số hoặc là của tín hiệu mang tín lên tần số cao mà chúng ta muốn phát ra tần số cao thì chúng ta đổi lên. Còn đổi tần xuống này thông thường thì chúng ta thường thực hiện ở máy thu. Khi chúng ta muốn đổi tần từ cái tần số mà thu được từ anten ấy, đang tần số cao, chúng ta muốn đổi xuống tần số thấp thì chúng ta dùng down converter. Down converter cũng dựa theo nguyên lý này thôi, có nghĩa là tần số omega in này, đầu vào này, chúng ta trộn tần với một cái tần số dao động từ bộ LO, bộ dao động omega LO, tức là local oscillator, tần số dao động nội. Sau đó chúng ta qua bộ lọc này có thể là bộ lọc thông thấp low pass filter hoặc là band pass filter. Chúng ta lấy đầu ra thì các em biết rồi, sau khi qua bộ nhấn ấy, thì đầu ra nó sẽ xuất hiện hai tần số, đó là omega LO cộng với omega in, và thành phần tần số thái là omega LO trừ cho omega in, hai thành phần tần số. Thì nếu mà chúng ta biểu diễn trên đô thị thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện hai thành phần tần số này, nó sẽ xuất hiện hai thành phần tần số, một cái là tổng, một cái là hiệu. Thì chúng ta có thể dùng bộ lọc thông thấp, chúng ta lọc lấy cái thành phần tần số thấp này và chúng ta loại bỏ thành phần tần số cao đi, thì đây gọi là low pass filter. Hoặc là chúng ta có thể dùng bộ lọc thông giải, chúng ta cho tần số trung tâm của bộ lọc này đúng bằng thành phần tần số thấp thì chúng ta cũng có thể lọc ra được cái này, nhưng vô vậy các em có thể dùng cả low pass filter hoặc là band pass filter đều được. Như vậy khi các em dùng low pass filter tức là các em chỉ cho qua thành phần tần số thấp, cái thành phần số cao này nó sẽ bị loại bỏ và khi đó đầu ra của chúng ta sẽ còn omega LO trừ cho omega in in, và chúng ta sẽ lấy được thành phần tần số thấp. Thay giả sử là giả sử đầu vào của anten là 10,7 MHz, 10,7, và thầy dùng một cái đầu ra LO là 10 mê để trộn với mix với cái tín hiệu đầu vào tần số cao là 10,7 này. Thì sau khi mix xong thầy sẽ được hai thành phần, một thành phần là tổng là 10 cộng với 10,7 là bằng 20,7 MHz. Và một cái thành phần hiệu là 10,7 trừ 10 là 0,7 MHz. 0,7 MHz. Đây là omega LO, hay là đây là trì tuyệt đối omega LO trừ omega in nhé. Trì tuyệt đối về bởi vì sao? Các em quay lại công thức thì các em sẽ thấy là nó là cốt 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 của omega 2 trừ omega 1 thì cũng bằng cốt của omega 1 trừ omega 2 thôi. Cốt của alpha với cốt của trừ alpha thì bằng nhau. Cho nên là cái trong ngoặc là trì tuyệt đối. Cho nên các em sẽ thấy là gì? Nó sẽ xuất hiện thành phần như vậy, đây nó sẽ lọc ra thành phần tần số thấp sẽ là bằng 10,7, sẽ là 0,7. Như vậy chúng ta dùng cái này, cả cái bộ này thì người ta gọi là down converter, có nghĩa là chuyển đổi từ tần số cao xuống tần số thấp, còn up converter là chuyển đổi từ thấp đến cao. Như vậy các em sẽ hiểu là bộ đổi tần từ cao xuống thấp hay như thấp nhất, đó là nó dựa vào nguyên lý, đó là nó dùng cái bộ mix nó trộn với nhau. Sau khi trộn với nhau rồi thì nó sẽ dùng bộ lọc để nó lọc ra cái thành phần số cao hay thành phần tần số thấp.
thì đó chính là bộ trộn tần số thấp hoặc tần số cao. Đó là cái khái niệm thứ năm, đó là về mixer. Mixer như vậy cái chương ta học mixer làm sao mà để làm một cái mạch mà để mix được như thế này, mạch của nó là gì, bao gồm những cái phần tử linh kiện gì, thì chúng ta sẽ học ở cái chương tiếp theo, chương mixer. Một cái khái niệm nữa đó là sáu, liên quan đến cả cái bộ lọc, bộ lọc. Các em biết rồi, bộ lọc là gì? Bộ lọc là dùng để lấy cái tín hiệu trong một cái dải tần hoặc một băng tần nào đó mà chúng ta mong muốn, và đồng thời loại bỏ những cái tần số, những cái băng tần khác đi, thì chúng ta gọi là filter. À, ví dụ chúng ta biết là trong thực tế thì chúng ta có rất nhiều các cái loại bộ lọc khác nhau, ví dụ bộ lọc nước hay water filter là bộ lọc mà nó lọc lại những cái nước bẩn, những cái cặn bã đi và chúng ta cho ta nước sạch, đúng không? Hay là cái cigarette filter là cái bộ lọc đầu thuốc lá. Khi chúng ta hút thuốc lá thì nó sẽ loại bỏ những cái chất độc đi, và chúng ta sẽ như vậy, cái filter là một cái mà chúng ta lọc lấy cái gì và loại bỏ cái gì. Thì thông thường cái bộ lọc ấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Bộ lọc ấy thì ta thấy là nếu như một cái bộ lọc, đây là đầu vào in, đây là đầu vào áo, thì ta có KP nó sẽ bằng P out chia P in. Một bộ lọc ấy, bộ lọc mà bộ lọc thụ động ấy, tức là nó chỉ có lọc không, nó không có khuếch đại ấy, thì cái P này nó sẽ luôn luôn bé nó bằng một, bé một. Thì chúng ta sẽ có, nếu như chúng ta lấy KP, chúng ta theo tần số omega, theo omega độ lớn, thì các em sẽ thấy là nếu như một bộ lọc thông thấp, một bộ lọc thông thấp thì nó chỉ, đây là bằng một này, bằng một là cho qua lớn nhất, một bộ lọc mà cho qua đầu vào bằng đầu ra, có nghĩa là KP bằng một, có nghĩa là cho toàn bộ đầu vào ra đầu ra, còn lại KP bằng không là không cho ra tí nào. Thì nếu như chúng ta muốn lọc một cái tần số omega không nào đó thì chúng ta phải thiết kế bộ lọc sao cho nó sẽ lọc. Thì bộ lọc này là bộ lọc cái tần số mà tại đó hệ số công suất suy giảm đến con 1 phần 2 ấy. Cái tần số mà tại đó công suất suy giảm đến 1 phần 2 ấy, thì người ta gọi là tần số omega cắt, cắt off. Tần số cắt của bộ lọc, tần số cắt của bộ lọc là cái tần số mà tại đó chúng ta công suất đầu ra chỉ còn lại một nửa so với công suất lớn nhất của. Thì để đảm bảo lọc được cái tần số omega không này và loại bỏ những cái tần số trên này ấy, thì yêu cầu là omega cắt này phải lớn hơn so với omega không. Thì bộ lọc này người ta gọi là bộ lọc low pass filter, là bộ lọc thông thấp. Tiếp theo tương tự như vậy chúng ta có là bộ lọc thông cao. Bộ lọc thông cao, giả sử chúng ta muốn lọc cái tần số omega không tín hiệu của chúng ta đây, thì chúng ta phải đi dài sao cho đặc tuyến của bộ lọc nó có dạng như thế này, có nghĩa là toàn bộ tín hiệu mà trên này thì nó sẽ cho qua, còn toàn bộ tín hiệu xuống dưới này nó sẽ suy hao, và suy hao bằng không, nó sẽ không cho, và cái tần số cắt tại đó suy hao 1 phần 2 công suất ấy, thì người ta gọi là tần số cắt dưới, cũng gọi là tần số cắt off, nhưng mà tần số cắt phía dưới của bộ lọc thông, đây là high pass filter, tức là bộ lọc mà chỉ dùng cho qua phần cao thôi. Và nếu như bộ lọc này để đảm bảo được, người ta gọi là omega cắt off này,
nó phải nhỏ hơn omega 0. Thì bộ lọc này được gọi là bộ lọc thông thấp. Thì nhìn vào đây ta thấy là nếu như tần số mà lớn hơn tần số omega 0 nằm đấy thì nó sẽ cho ra, tức là k bằng 1, tức là đầu ra ứng với tần số này sẽ bằng đầu vào. Còn nếu như càng giảm xuống ấy thì nó càng cắt, và để giảm xuống nữa thì nó sẽ bằng 0, không cho qua, nó không ra được đầu ra. À. Còn tiếp theo nữa là tần số bộ lọc thông giả. Giả sử chúng ta muốn lấy một cái tần số này. À, muốn lấy tần số tần số thông thấp khi chúng ta dùng khi nào? Khi chúng ta dùng, chúng ta muốn lấy một cái tần số mà ở phía dưới một số các cái tần số khác là nhiễu. À, thì khi đó chúng ta muốn loại bỏ những cái tần số này ở phía cao này, và chúng ta chỉ lấy cái tần số thấp này thôi, thì chúng ta dùng cái bộ lọc thông thấp, chúng ta lấy tần số thấp và chúng ta loại bỏ những cái thành phần tần số cao này. Và ngược lại, khi đầu vào của chúng ta bao gồm nhiều thành phần tần số thấp hơn mà chúng ta muốn lấy cái thành phần thầy nói nốt cái này chúng ta nghỉ, bởi vì màng ngủ không được tốt lắm, cho nên thầy nói nốt cái này. Như vậy khi chúng ta muốn loại những cái thành phần tần số thấp không mong muốn đi, thì chúng ta dùng bộ lọc thông cao, chúng ta lấy cái thành phần số cao của chúng ta mong muốn. Còn trong trường hợp ấy, khi cái chúng ta mong muốn nó nằm giữa những cái chúng ta không mong muốn. À, khi chúng ta có những cái tần số không mong muốn, ví dụ cả cái đai khá hoặc đồng thời, hoặc là những cái gây nhiễu chúng ta, mà chúng ta chỉ muốn lấy đấy là cái tín hiệu mà chúng ta mong muốn, desired signal. Còn những cái tín hiệu là những cái tín hiệu gọi là interpreter, là tín hiệu gây nhiễu cho chúng ta, thì khi đó chúng ta muốn loại bỏ những cái nhiễu này thì chúng ta sẽ dùng bộ lọc thông giải. Bộ lọc thông giải có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ lấy một cái giải mà có cái tần số của chúng ta mong muốn thôi, và chúng ta loại bỏ tất cả những cái thành phần tần số thấp và thành phần tần số cao mà chúng ta gây can nhiễu chúng ta đi. Và đối với bộ lọc này thì chúng ta thể thấy là gì? Tại điểm ở giữa này thì nó cho qua hoàn toàn, có nghĩa tần số của chúng ta qua hoàn toàn đầu ra. Còn tại những cái điểm này thì đặc tuyến bằng không, cho nên tần số này sẽ không ra được đầu ra của chúng ta. À, và cái tần số mà tại đó suy hao 1 phần 2 công suất ấy, suy hao 1 phần 2 công suất ấy, thì người ta gọi cái này là tần số omega cắt ở phần tử thấp. Còn cái này người ta gọi là tần số omega cắt ở tần số cao. Cao. Như vậy thì để cho cái bộ lọc này nó lọc được cái tần số của mình thì cái phải lớn hơn omega cắt lâu.
thì bé hơn omega cắt 2 của bộ lọc. Thì bộ lọc này người ta gọi là bộ lọc BPF, bộ lọc thông giải. Bộ lọc thông giải tức là chỉ cho qua một giải. Tiếp theo là bộ lọc chặn giải. Bộ lọc chặn giải. Khi chúng ta lấy đầu vào chúng ta là rất nhiều các thành phần tần số khác, mà chúng ta muốn không lấy một duy nhất một số thành phần tần số nào đó, giả sử chúng ta không muốn lấy cái này, chúng ta muốn loại bỏ cái này và lấy tất cả những cái khác, thì chúng ta sẽ dùng một cái bộ lọc chặn giải. Bộ lọc chặn giải nên là bộ lọc chặn giải nên là thì nó cho qua tất cả những cái thành phần tần số ở phía thấp và ở phía cao và nó chặn cái thành phần tần số mà ở giữa. Do đó là gì, cái thành phần tần số này ứng với điểm bằng không của bộ lọc thì nó không được chui ra đâu ra, còn những cái thành phần tần số này, này nó sẽ chui ra đâu ra bình thường. À, và cái bộ lọc này người ta gọi là lọc là band stop filter, có nghĩa là bộ lọc dừng một giải, dừng một giải, dừng một giải. Thì từ đó thì các em sẽ thấy là gì, à, như vậy là cái buổi hôm nay thầy đã giải thích cho em rất nhiều các khái niệm trong các cái sơ đồ khối mà chúng ta sẽ học ở cái buổi tiếp theo về cái chương kiến trúc thu phát này. Và do đấy cái buổi này thì thầy giảng rất kỹ cho các em về các cái sơ đồ khối chức năng, thì các em nhớ lại cho thầy. Thứ nhất, các em chỉ cần phân biệt cho thầy, thứ nhất là sự khác nhau, sự khác nhau giữa thứ nhất là máy thu đổi tần, máy thu và phát qua đổi tần. Tiếng Anh của nó là heater rod, máy thu phách hay là máy thu đổi tần, hoặc còn gọi là super heterodyne receiver and transceiver. Cái thứ hai là máy thu trực tiếp, máy thu phát trực tiếp tức là không cần đổi, điều chế đổi lên tần số cao là phát luôn chứ không có đổi hai lần nữa, trực tiếp gọi là direct conversion, direct conversion receiver. Tiếp theo là các em nắm được các cái khái niệm. Thứ nhất, nắm được các cái khái niệm mà thầy đã nói rất là kỹ. Thứ nhất là tín hiệu mang tin là gì, tín hiệu mang thông là gì, tín hiệu mang thông tin nó là signal, xin lỗi, information bearing signal. Tín hiệu mang tin là những cái tín hiệu mà nó mang thông tin của chúng ta vào bên chúng ta khôi phục để lấy lại thông tin, như tín hiệu âm thanh, tín hiệu về hình ảnh là dữ liệu của chúng ta. Tiếp theo chúng ta làm rõ cái khái niệm thế nào là dao động, LO là thế nào là bộ dao động nội để tạo ra sóng mang để mang thông tin đi. Tiếp theo ta tìm hiểu cái khái niệm về điều chế và giải điều chế, modulator and demodulator. Demodulator là bên phía phát, còn demodulator là bên phía thu. Modulator là có tác dụng là gì? Ghép tin tức vào sóng mang để sóng mang mang tin tức đi và phát đi. Còn demodulator là tách tin tức ra khỏi sóng mang để khôi phục lại tin tức ở bên máy thu. Tiếp theo các em tìm hiểu cái khái niệm về PA hay là LNA, Power Amplifier or Low Noise Amplifier. PA là quách đầy đủ công suất trước khi đưa ra anten. PA nó còn có cái khái niệm là pre PA là tiền quách đầy công suất. LNA đây là bộ quách đầy từ sau anten trước khi vào máy thu, sau anten thì ta gọi là bộ quách đầy tạo âm thấp. Tiếp theo là cái khái niệm về mixer, bộ trộn tần, trộn các tần số với nhau. Và từ bộ trộn tần này ta có hai cái bộ đó là up converter, tức là đổi tần lên ở bên máy phát
và bộ dial converter là bảo bộ đổi tần xuống ở máy thu, bộ đổi tần xuống ở máy thu. Và tiếp theo các cái khái niệm về filter, các cái bộ lọc cao tần, trong đó có bộ lọc thông thấp low pass, high pass filter, band pass filter and band stop filter. Thì tạm thời cái buổi hôm nay các em nắm rõ cho thầy những cái khái niệm này nhé. Những khái niệm này nó sẽ theo các em trong suốt cả cuộc đời làm kỹ sư viễn thông của các em, kỹ sư điện tử viễn thông của em sau này. Thì buổi sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái kiến trúc máy phát, máy thu, ưu nhược điểm cũng như là các cái thông số đáng chú ý của từng loại máy phát một. Thì thầy sẽ post cái tài liệu của cái chương này lên. Thầy cũng sẽ post cái assignment bài tập của cái chương mạch so sánh và mạch chỉnh lưu hoàn chế lên để các em làm và nộp bài tập. Thầy cũng sẽ post cái hướng dẫn về cài đặt cũng như là các cái ví dụ của cái phần mềm ADS, phần mềm mô phỏng của mạch siêu cao tần để các em về cài đặt và tìm hiểu dần. Đó thôi, buổi học hôm nay thì nó cũng có quá nhiều vào cái khái niệm kèm về đọc và ôn lại trước, để hôm sau khi chúng ta học về kiến trúc thì chúng ta biết cái khối nào làm cái gì, chúng ta sẽ hiểu ngay. Thôi, hết giờ đây. Chào tạm biệt các em nhé. Hẹn các em vào buổi tuần sau khi mà chúng ta có cái chất lượng mạng tốt hơn. Chào các Chào thầy. em. Chào các em.